bóng đá từ thơ, luôn nuôi mong ước sau này đá tuyến Việt Nam, nên trong tim khát vọng quyết tâm không ngừng. Ngày lại qua ngày, anh vẫn luôn chăm cày, và rồi năm 9 tuổi bước chân vào sân, anh luôn đầu quân cho đội bóng TNT, là vì gần nhà anh cũng như thầy anh. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoài hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Trường phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai. Lòng mê đá bóng đá từ thơ, luôn nuôi mong ước sau này đá tuyến Việt Nam, nên trong tim khát vọng quyết tâm không ngừng. Ngày lại qua ngày, anh vẫn luôn chăm cày, và rồi năm 9 tuổi bước chân vào sân, anh luôn đầu quân cho đội bóng TNT, là vì gần nhà anh cũng như thầy anh. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoài hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Trường phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoại hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Chiều phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai.